thì bỏ. Mới mốt mà gọi giờ sao xin ba nói đi đàng hoàng đi. Xin đi taxi với bà. Đi taxi qua chỗ mà mò á hả? Đúng rồi. Rồi chừng nào con hứa mai mốt mà sẽ vui vẻ và đầm khi mà ba video được cái nhăn nhó thì ba mới cho đi. Mốt bà đi, chị Hai đi học về và ba có quay phim nhớ mở cửa ra nhảy tung tăng rồi hello đồ đi ha, chứ không phải mà mở cửa ra mình núp. Ha, ok không? Giờ đây giờ quay vô nhìn cái điện thoại cười cái đi. Hello mọi người. Hello mọi người, nhiều khi bà ngoại với bà ngoại coi bà ngoại sẽ nhìn con bà ngoại cười. Tùy trường hợp. Gì? Tùy trường hợp. Giờ có em không có giờ. Tùy trường hợp hả? Rồi chừng nào đi, thứ bảy này đúng không? Rồi. Từ sao? Thứ bảy từ sao? Giờ chủ nhật rồi. Rồi, tới đó tính sao hen. Rồi, giúp ba xin nhiều nghe. Chưa đi, cho chưa đi á, chưa có việc đó, không sao. Không vậy, cho rồi. Goodbye, see you again. Có khi nào mà nó xin là không cho đâu. Thì ba nói tính sao là chưa việc. Con xin tỏ. Ủa mà con nghe, nay ba có xỉn không? Coi, mai ba không nhớ được. Con không muốn nữa. Muốn gì? Qua, vậy à? Qua nhà Dân Hà hay là không. Thôi qua nhà Thâm Dân. Thâm không Dân. Cái gì? Tụi mày thích Thâm Dân. Tụi mày cứ nói hoài à, bạn của tụi mày Minh Phú á, qua nhà Nguyễn Thắng ngủ luôn. Nói hoài đâu không có nói cùng quá. Nói hoài gì nói hoài. So bây giờ phải ăn uống mạnh mẽ lên, cao lớn rồi ba mới cho đi qua nhà bạn chơi. Không thôi khỏi luôn. Vậy đi. Con sẽ lấy cái này. Goodbye see you again. Cái gì? Mấy tuổi nó bà nghe coi. Con lấy cái này làm đồ chơi. Mấy tuổi nó bà nghe coi. 9 tuổi hả? 9 hồi xưa ba 9 tuổi ba ăn dữ lắm rồi sao nhớ con gì giờ 9 tuổi ăn yếu xìu vậy? Ăn nhiều vô cho ba coi. Không ăn luôn gà. Ăn không? Bự trà má mình. Bây giờ xưa ba bị si nhiều. Ừ. Thôi giờ goodbye see you again ha. Bye bye. Quay về. Quay chị Hai cái đi. Chị Hai đang làm gì chị Hai? Ra cái xe. Gấu nữa hả? Có gấu ở đây nữa hả? Nghe con cái này nha. Đâu? Ba hết rồi nha. Nghe con ba đi nha. Đang ngủ quá, đây đang ngủ nè. Thôi thôi. Dạ. Múc cho tụi mày con ra chiến tranh nè. Nhưng mà có gì đâu. Mày nấu canh kìa. Dễ canh.